Blood moon tonight. The moon of lovers. Đoạn vừa rồi được cắt từ tập 8A phần 1, Blood Moon Ball. Vậy các cậu có thể đoán ra được ai là người vừa nói những câu đó với Marco không? Đó chính là Alphonse, người đàn ông trong bức ảnh này. Vậy ông ta có liên quan gì đến việc Marco là người Mewman? Thực ra có một vài dẫn chứng chứng minh Marco thuộc dòng họ Butterfly hoặc ít nhất là người Mewman, ví dụ như hình dạng cây trượng hay là biểu tượng trên má, nhưng có vẻ vẫn chưa đủ để kết luận thì phải. Vậy hãy cùng Way to Way đi sâu và giải thích từ từ từng vấn đề một để đi đến kết luận cuối cùng nhé. Trước hết, tớ rất cảm ơn những bạn đã inbox và góp ý cho Way to Way. Các cậu là nguồn ý tưởng lớn nhất mà tớ có. Hãy cố gắng gửi thật nhiều những ý tưởng và giả thiết của mình để được chúng tớ cho lên sóng nhé. Ngoài ra, tớ cũng đã nghiên cứu rất nhiều trên kênh YouTube khác nhau, ví dụ như The Round Table. Tớ đã để link ở dưới phần mô tả, các cậu có thể tham khảo. Giờ hãy cùng Way to Way bắt đầu video nào. Let's go! Trước tiên, tại sao tớ lại nói rằng đây là bức hình của Alphonse? Theo cuốn sách phép thuật ngoài đời, thì đây chính là hình ảnh của Alphonse. Đối chiếu với hình này thì 99% cùng là một người rồi, 1% còn lại là do hên xui. Tiếp theo, ta hãy nói qua những thông tin về người đàn ông bí ẩn mang tên Alphonse này. Theo như cuốn sách phép thuật ngoài đời, thì ông ta là một trong những người Mewman được bổ nhiệm làm thư ký dưới thời của Solaria. Ông ta đã có một cuộc đàm phán hòa bình giữa Mewni và trường phái quái vật nhưng đã bị thất bại, vì lũ quái vật lúc đó bắt đầu nổi dậy do lời đề nghị quá khắt khe. Ông ta đã phải lẩn trốn khỏi vương quốc của chúng để về Mewni. Đồng thời, ông ta cũng đã gửi một lá thư cho Solaria về tình hình hiện tại. Sau khi trở về, căng thẳng chiến tranh bắt đầu leo thang. Alphonse tiếp tục nhận nhiệm vụ từ Solaria cùng Justin và Hecapu đến vương quốc mây và xứ Underworld để đàm phán, yêu cầu viện trợ, và tất nhiên họ đã thành công. Chưa dừng lại ở đó, ở chương của Eclipse có một đoạn thông tin nhỏ mà Eclipse nói về Alphonse. Hàm ý của đoạn này là như sau. Mẹ của bà là Solaria, tại Alphonse đã từng ra khơi với nhau, chỉ có hai người lênh đênh trên biển. Khi họ trở về, sau 9 tháng 10 ngày thì Eclipse đã được sinh ra. Điều này phần nào khẳng định cha của Eclipse chính là Alphonse, mặc dù trong phim Eclipse chưa từng nhắc tới bố của mình, nhưng một chi tiết như thế này là đủ để chứng minh rồi. Đến đây có vẻ vẫn chưa đi đến kết luận cuối cùng Marco là người Mewman được nhỉ. Vậy thì chúng ta lại tiếp tục phân tích nào. Giả thuyết tiếp theo tớ đưa ra đó chính là nguồn gốc của gia đình DS sẽ có một người thuộc dòng họ Butterfly hoặc ít nhất là người Mewman. Cứ cho mẹ của Marco là người Mewman đi vì sẽ có nhiều bạn đồng tình với ý kiến này. Vậy tại sao bà lại đến trái đất? Bà ta đến để trốn tránh hôn nhân trên Mewni và đến trái đất để lấy chồng sao? No, bà ta đã được sinh ra ở trên trái đất cũng bởi một người Mewman. Hãy quay lại chương của Skywin. Nếu các cậu đã theo dõi video Skywin của tớ thì có thể sẽ nhớ một phép thuật của bà có khả năng làm mất trọng lực trong một thời gian. Và lúc này, tất cả mọi người bị bay lơ lửng, có người bị lạc hẳn ra ngoài không gian và đến một hành tinh khác. Hãy nhìn vào dòng mật mã này, sử dụng bảng mã Lowmunian, dịch ra ta có nghĩa như sau. 16 người Mewman đã bị bay ra ngoài không gian. Còn dòng này là, giờ họ đã tiếp tục cuộc sống ở một hành tinh khác nhộn nhịp hơn. Hành tinh này, các cậu có thể dễ dàng đoán được đó là trái đất. Sở dĩ có thể dự đoán được như vậy là do Mewni và trái đất ở trong phim có rất nhiều điểm tương đồng và kết nối với nhau nên điều này gần như là 100%. Vậy rất có thể Alphonse là một trong những người bị lạc vào trong không gian và có mối quan hệ ruột thịt với gia đình DS, cụ thể là Angie và Marco. Alphonse bằng cách nào đó đã biết được điều này nên trong tập 8A phần 1, Blood Moon Ball, Alphonse đã nói với Marco rằng cậu ta hãy đến bữa tiệc trăng máu của Tom để ghép đôi ghép cặp với Star và đứng dưới ánh trăng máu cùng Star nhảy. Không phải Alphonse cố tình gài Marco để phá Tom mà là ông ta thấy Marco là người phù hợp nhất với Star. Alphonse biết vậy nên đã lôi kéo cậu ta dính lấy Star để sau này cậu ta có thể trở về Mewni và giúp ích cho vương quốc. Không chỉ có Alphonse mà đồng nghiệp ngay từ ngày xưa của ông là Hecapu cũng đã rất ấn tượng với Marco, mặc dù Hecapu chỉ coi Marco là một cậu bé đến từ trái đất. Nhưng Marco đã chứng tỏ mình còn hơn thế, nên Hecapu đã làm riêng cho cậu một cái kéo không gian, thứ mà không phải ai cũng có, kể cả Star. Vậy không phải ngẫu nhiên mà Marco lại được yêu ái tới vậy. Ít nhất Marco phải có dòng máu của người Mewni, hoặc hơn là phải có dòng máu của gia đình Butterfly. Vậy là lại thêm một dẫn chứng nữa để chứng tỏ Marco là người Mewman. Kết hợp với những dẫn chứng tớ nêu ở đầu video thì ta có thể gần như kết luận rằng giả thuyết này là đúng. Nhưng tớ đã nói rồi, giả thuyết vẫn chỉ là giả thuyết và chưa có gì là chắc chắn cả, nên chúng ta hãy đợi phần 4 để xem kết cục của Marco ra sao nhé. Các cậu thấy sao về dẫn chứng này? Hãy comment phía bên dưới ý kiến của các cậu nhé. Đừng quên đăng ký và ấn chuông để nhận thông báo mỗi khi video mới được lên sóng. Cảm ơn các cậu và xin hẹn gặp lại trong các video lần tới. Way to Weird out.